Sâu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu. Hoàng tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên. Một bầu gió mát trăng thành một bầu gió mát trăng thanh, đàn thông reo rắt ở bên gành suối reo, đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng khí ai. Một bầu sơn thủy thông dòng đồng đăng biên giới thì cùng thất khê, trăm thứ quả hải về dâng mẫu, hái rau bí củ đậu măng tươi cơm mà làm rau sáng củ bàn chi âm đồng đào tà hữu, áo đen chàm kiểu điệu thướt tha gót tiền quẩy lắng hái trà. Hai sao non tú lờ sao quay, miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở, hát tiếng mường tiếng thổ tiếng kinh đàn thông dạo khúc thanh bình. Hãy
thông a dạo khúc thanh bình tình ngô sao chúc tình tình hòa ta khi dạo cảnh bảo hà thác khai đền đông quương đức đại tội linh tuyên quang cảnh chi hữu tình cấm một tòa thạch động đền ỷ la lồng lộng ngôi cao cây xanh chầu mắc võng đào ý à. Về đồng làm lễ dâng nhang kêu cầu tâu đối mười phương độ trì tay dâng nhang miệng miệng từ bi ý à ơi à sai đỗ triệu lục cung nàng hân lang ai vốn dòng sơn trang tính trầu hay măng trúc măng giang măng tre măng ngứa thơm làm chè đường cũng có khi sung ngái đi tìm ý à ơi à cất tay tiền múa song đăng song đăng chầu múa dịu dàng khoan thai thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài ý à ơi à cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa nhớn song tình sao đầu sông ngân hà ý à ơi à. A Di Đà Phật. Hạ thiên tâm thành bái đạo cung thỉnh mời Phật thành ma đạo chúng thủ chúng thung dung ngày lành tiếc mở thung dung tam hòa thiên thanh công đồng mẫu chức giang linh tiên tiên cung thịnh mai nhất tiên tiên thành vân công chúa thượng thiên ngự về đất phủ dày phần các thôn quê nghĩa hưng thiên bản nhà lê sang trần
nhan hải ngàn lũ nhiệt minh dương gia du tử mẫu lượng vương ngà đường đất thanh vương chỉ thâm kim cương nhân chú yên tập phương nam mô nhang cũng là mô tát ma tát nam mô nhang cũng là ma tát nam mô a di đà phật sẽ loan thành ra thanh tiên cung tịch mai mẫu đệ nhị thanh tiên nguyên xưa mẫu ở trong đền lễ sung sơn sớm kết toàn phòng nguyên xưa sớm kết toàn phòng thảo mai tiểu thiết na sơn đúng cuồng sao chủ thập nhị nguyên vương tứ chủ kim đăng diệu đàng giang thất thất dự chân tường đỉnh nên ban tương ngân tiểu đại thanh thọ trường nam mô dược sư hai người phật đồ tát ma tát nam mô dược sư hai người phật đồ tát ma tát nam mô a di đà phật thanh tiên cung hình mai mẫu đệ tam nguyên xưa mẫu ở dưới đền thoại cung a di đà phật rơi hương đình nhường dư tuệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vân đài hiện pháp rơi cung dòng tập phương vô lượng phật lượng tài liệt vô phân bảo đỉnh trong chiên đàn trầm vũ chân tham cung hương nhiên liêu liêu liên hoa động chư phật bồ tát thả thiên cung tây lương sơn la hán gặp thù nhân gian cung nam mô hương cung dạng bồ tát ma ha tát nam mô hương cung dạng bồ tát ma ha tát nam mô hương cung dạng bồ tát ma ha tát diệu quang minh chiêu tử trung ngã tích đẳng cung vạn kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung hương sẽ ra văn võ quân thần trần triều văn võ quân thần anh linh cha sang ngân cần giúp cho đường chính chính a chính chính ấy cờ hai cờ đội nào nghiêm chỉnh ý trước sau quân thuyền dưới bộ đua nhau ghé vai ngả lũi đầu quan đốt mỗi ngày càng sắp mãi quốc sử ghi Việt là Nam lấy trần thì lịch đế vương ta thế định thiên trường tức mà bạn định sơn la hà mới dược tu trung linh đế khá trường
nhang thắp cờ diệu quang minh chiếu tự trung ngã tích đặc cung giả kim phục hoàng thân thanh chúa thiên trung vương. Chúng sinh là phố ngã kỳ định để khai hoa thương thiên tôn lên quản quản sơ hức lễ lễ thường là hiệu hoa sơ sức lê lê lúc ông tàu đuổi chép chép tin gió về cho người vị trường sinh hai chú trường sinh về cho hai chú trường sinh của nhà phú quý lộc tài để ra bốn mùa
chiếu bao hòa là thế giới Phật quyền soi cho e lọi là tiên đề phong phong nguyện vô biên. Công chúa giáng sinh ê ê ê đồng tuồng công công mi chúa giáng sinh phúc phúc lành lành quyền cao liêm xa thủy mà cháu dương chương chúa sáng trần trần thoang thoảng mùi nhang hồng hào sang khắp khắp cô đôn phương.
gồm mà lo tư đức đứng sung nghi. Giá so từ sạch sạch thầy tây xuân xa tuổi vừa ngoại kỳ mà cõi chân phút na đã lên tiên thần thông biến hóa vô biên. Hãy subscribe
dương ban là tốt dương hội họp để đa tháng ngày ban cho tiền tư tự cũng được cho nhiều hơn lắm nói năm xưa thành đông còn nhà khói hội thường 30/11/14 hôm rằm 30/11/14
miếu rõ ràng. Cú phương bản cảnh chưa bà năm xưa. Hãy
chú bà hay bằng chúng mang ra mang che mang nước ôm làm cha đời tình ta tặng thay chúng ta đi đường ý à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi khắp hết lòng thương lại về gọi phu xe giờ tôn quan phủ mạng đi đình giao y sát quỷ trừ tình trong tà lập lập một một ơn mưa gió bớt bớt thì sông nó vang mê ta khỏi mây tre ý cao ngất trời trước là hà bảo hộ gia đình sau là tư chóc và tình phép này vì ra chẳng chê biết biết bay văn là số dâng lên thượng tài văn số dâng lên ngang ngày về tàu đôi xếp tiền dành dành phê cho nhị trường cho
chữ trường sinh cửa nhà phú quý lộc tài để ra bốn mùa và tài quá hàng. Thank you.
mái thuyền làn này xuôi dòng xích xích bích 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 hồ ai quần quần chèo du lịch cho xin là tống về thoại phủ vua cha đồng đình đồn rong là cho chúng hãy cùng mong văn là số dân về thượng tài văn số dân về mày về tàu đối xếp biển rảnh rảnh phê cho nhị vị trường sinh hai chữ trường sinh phê cho hai chữ trường sinh của nhà phú quý lộc nó bài để ra bốn mùa và tạ tay quá hoàng khai tích dòng hai quả thật cờ diệu hai quả chiêu mã mặt mặt đại hệ mã dâng lên kinh ngân đại mã dâng lên ngày về đâu đôi xét biến rảnh rảnh thế cho nhị vị trường sinh Yeah.
ngữ cảnh ê bông lan. Ngữ cảnh bông bông ê lai câu thơ phú vịnh khoa thai hiến hiệu thánh văn cờ tiên quan lớn ngồi vui lòng lại anh bằng hồng mà soi ra là minh
con vua thủy quốc đồng đình, đệ tam thái tử giặc sinh ngôi đền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Văn số dâng lên thượng tài, văn số dâng lên ngày về về tàu đô huế xếp tiền dành dành phê cho nhị nghị trường sinh. Khai quang tâm cơ diệu, khai quang chiếu mã văn văn. Thank you.
tranh thành thành long đào kia bách chiến tung hoành là tiếng trả lời có quan để chính mình ngày lập chiến công sinh tử vì đời quan lớn tuần hiếu đạo, vua tôi chúng con nhớ người trang sĩ lập lập công ngài là bậc tài cao khắp bốn phương xa gần đều biên quan lớn quần dậy thân thương cửa sông đâu đó phủ thờ linh giang thiết lập đền thờ quan quần tranh trên bát ngát long châu mê hồ phục lốt tám đầu cuộn cuốt châu lên lệnh quan quần truyền tứ trụ đôi bên quan quần loan loan lên mê sầm ma sắc sắc quan phong kim chi ngày ta giới hay trong bà sát quỷ hay sư hữu tấu hô thù quan quạt phép phép mấy mùa quyền ngày cai quản âm binh tướng nhà cho hồi Bye.
tiếng nước xanh ngang, tiếng nước xanh tung hoành hoành mê dương cương, cảnh ảnh lon bồng nước nhựa bông lai, vui chơi bạn chắc bạn mai, bạn loan tiệt học sung vầy còn xưa. Quan quân lịch sử đáng trai bậc anh hùng. Ngày một nguyện là giam phúc trừ tai, đồng ra tin đi chủ hưởng ai ai cũng thủy thường. Ngày hai nguyện là buôn bán trăm đường, tiên tài tư loát bạc vàng quan để ra. Độ độ tử con nam phú quý sang giàu hoàng, bốn nguyện độ được phúc cũng lâu, đồng đồng ra tin đi chỉ được phúc lâu giàu bè. Này sau nguyện là này sau nguyện là chặt dáng bản để là độ cho đệ tử lộc lộc bề bề vinh hoa. Tống đâu ra khỏi hoài. Này ta biết là, này ta biết là trừ tống phúc phúc lại ra trong trong thịt thượng lồng lồng bề bề hơi hơi hoa. Này chỉ chỉ nguyện là, này chỉ chỉ nguyện là ra phúc phúc lại ra đồ cho đệ tử. Mười phân vẻ quan độ cho đến huyện thứ mười, con cháu cháu lộc lộc đời đời huyền vinh. Tài cảnh tiên sánh hàng mẹ bỏ tướng, đức đức kinh luôn luôn vĩ tựa thương tôn năng. Cung cầm dưới nguyện con đỏ trên sông. Chầu tôi lại trở ra đi, cưới tướng mạch hổ lên chầu thường hà thiên. Thật ra vui vẻ đến dòng sớm.